bạn, ngày hôm nay thì tôi đã quay trở lại và mang đến cho quý vị các bạn một chiếc laptop mới của MSI, đó chính là GF63. Thì GF63 thuộc dòng tầm trung giá rẻ gaming của MSI. Nói là giá rẻ thì cũng không đúng, bởi vì chiếc laptop gaming nào thì cũng khoảng tờ 23 triệu đổ lên thì nó không phải là rẻ lắm. Thực dạng tầm trung đi. Thì đây là một chiếc máy như vậy. Và nó ở Việt Nam thì nó sẽ có khoảng 3 phiên bản. Ở Alpha sẽ có 3 phiên bản. Một phiên bản cao cấp nhất thì có giá khoảng 27 triệu. Thì sẽ sử dụng chip i7 cộng với lại là 1050 Ti. Còn phiên bản mình cầm trên tay đây thì nó có giá khoảng 23 triệu. Thì nó sẽ sử dụng là i5-8300U và một cái con cạc là GTX 1050 Ti. Rẻ hơn 1 triệu thì chúng ta sẽ có một cái bản là 1050. Đó. Đó là về cái giá thành cũng như là cấu hình sơ qua để chúng ta có thể phân biệt rằng các dòng GF63 ở Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào ngoại hình xem là ngoại hình của chiếc máy này thì nó sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy rằng ở đây chúng ta có một cái thân máy được làm bằng nhôm phay xước khá là đẹp. Nó giống như là các chi tiết ở trên các dòng máy cao hơn của MSI. Ở ngoài thì chúng ta sẽ thấy là một cái logo sẽ có một con rồng đỏ ở đây và nó sẽ không phát sáng, nó chỉ là hình vẽ lên thôi. Ở đằng sau thì chúng ta ở mặt dưới chúng ta sẽ có một cái mặt dưới có thậm chí còn đẹp hơn cả mặt trên. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng ở đây sẽ là các lỗ để tản nhiệt và các thanh đồng tản nhiệt, chúng ta có thể nhìn thấy luôn. Rồi là chúng ta sẽ được phay xước ở hai bên như thế này tạo nên các họa tiết kiểu đối xứng. Chân của chiếc máy này sẽ làm bằng cao su và nó sẽ có những cái chi tiết làm cách điệu ở đây nhìn khá là đẹp. Và đó, mình nghĩ rằng đây là một chiếc máy tầm trung của MSI được làm cái phần mặt dưới khá là đẹp như thế này, hoàn thiện khá là tốt. Về cái phần bản lề thì chúng ta có thể kéo lên bằng một tay, đó như thế này, rất là dễ và đơn giản. Điểm lợi là chúng ta có thể mở máy bằng một tay, nhưng mà cái điểm chưa tốt là khi mà chúng ta mở bằng một tay thì tương đương với cái việc là bản lề của nó sẽ không được chắc chắn cho lắm. Và đó là cái điều mà chúng ta phải đánh đổi nếu mà chúng ta muốn sử dụng một cái máy như vậy. Và ở phần thân máy chúng ta sẽ có một cái lỗ tản nhiệt ở đằng sau và như ở bên cạnh trái. Chúng ta chỉ có hai cái lỗ tản nhiệt ở đây thôi, còn bên phía cạnh phải thì chúng ta sẽ không có cái lỗ tản nhiệt nào cả. Đây cũng là một cái phần thiết kế khá là hay, bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng chuột để chơi game ấy thì bên tay phải chúng ta thường thường sẽ di chuột và khi đó thì bị các lỗ tản nhiệt ở bên tay phải nó đẩy ra, đẩy hơi ra thì khá là khó chịu, đúng không ạ? Và tuy nhiên thì lại có một cái điểm khá là đáng tiếc, đó chính là đã thiết kế là ống tản nhiệt ở bên tay trái rồi, nhưng mà bên tay trái chúng ta chỉ có một cái cổng USB cũng như là một cái cổng nguồn thôi, còn bên tay phải lại để đa số các đầu kết nối ở đây, ví dụ như mạng LAN này, USB Type-C này, hai cổng USB và hai cái cổng audio cũng như là mic. Thì khi mà chúng ta kết nối đầy đủ các cổng như này, ví dụ chuột này, bàn phím này, USB Type-C rồi là mạng LAN vào đây để chúng ta chơi điện tử, cộng thêm hai cái tai nghe với lại là mic ở đây nữa, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các kết nối lằng nhằng ở bên phía tay phải, và khi vậy thì chúng ta sử dụng chuột nó sẽ không được thoải mái cho lắm, nó sẽ hạn chế về mặt không gian. Đó là cái điểm chưa tốt ở trên chiếc máy này. Khi mà mở máy lên chúng ta sẽ thấy một cái viền màn hình 15,6 inch trong một cái thân hình máy không to cho lắm. Vì vậy chúng ta sẽ có một điều gì đó chính là hai cái viền màn hình ở hai bên nó sẽ rất mỏng, và vì vậy nên là MSI họ quảng cáo đây chính là thin bezel, mình cũng không hiểu lắm, nhưng mà nói chung là đây là một chiếc laptop có màn hình mỏng. Nếu như ai thích chiếc laptop mà có màn hình viền màn hình mỏng như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ thích chiếc GF63 này. Thêm nữa thì chúng ta sẽ có một cái webcam ở phía bên trên để chúng ta có thể chống cháy, ví dụ như là chụp ảnh hay là nói chuyện với người thân. Chúng ta sẽ có một cái logo MSI màu đen ở phía dưới màn hình, và cái logo này thì chúng ta khá là khó nhìn và chúng ta có thể nhìn nghiêng ra chúng ta mới thấy. Ở phần bên phía dưới thì sao? Chúng ta đầu tiên là một điểm tôi không thích trước, đó chính là cái nút nguồn. Nút nguồn của GF63 này thực sự là làm tôi khá là bối rối và khó chịu, bởi vì là nó sẽ được làm liền với lại cái phần khung nhôm ở đây, phía dưới cũng được làm khung nhôm phay xước và cái nút nguồn này cũng được thế. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta ấn thì khá là tốn sức và nó phản hồi cũng không tốt cho lắm, mình không thích nút nguồn này. Thay vào đó thì chúng ta sẽ có bàn phím là 16x16. Thì bàn phím này khá là to, tuy là hành trình phím ngắn nhưng mà cho chúng ta trải nghiệm khá là tốt, đặc biệt là các phần layout. Thì khi mà chúng ta để các nút lên xuống trái phải ở đây thì chúng ta rất là dễ để chúng ta chơi những cái game mà chúng ta cần di chuyển, ví dụ như là CSGO hay là chúng ta chơi FIFA Online
trên cái máy này đó. Chúng ta sẽ có cái nút như thế này. Nhiều máy thì sử dụng cái phần này không tốt lắm nên là họ sẽ làm những cái nút lên xuống sẽ bằng một nút sang ngang. Vì vậy nên là chúng ta sẽ rất khó khăn khi mà bấm để chơi những game này. Về phần đèn led trên cái bàn phím này ấy, thì chúng ta sẽ không có đèn RGB bởi vì đây cũng chỉ là một cái phiên bản không phải là cao cấp lắm nên là nó sẽ không được trang bị đèn RGB. Tuy nhiên thì nó sẽ có màu đỏ, được sơn lên màu đỏ và cũng có đèn màu đỏ. Vì vậy nên là trong buổi tối thì chúng ta sẽ là thấy là nó khá là sáng và tìm kiếm các nút bấm cho người chưa quen thì cũng rất là dễ dàng thuận tiện. Đấy. Mà các bạn úp lại thì chúng ta cũng nhìn thấy là nó sáng lên. Đó. Còn về phần bàn di chuột thì sao? Phần này thì đây là một bàn di chuột làm khá là tốt, khá là tốt bất ngờ khi mà một cái tầm dáng như thế này. Chúng ta sẽ có một bàn di chuột to và nó được làm nhám. Và như thế thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm mà di đi di lại khá là tốt và nó sẽ giúp ích cho người dùng. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không dùng nhiều lắm khi mà chúng ta chơi game, đúng không ạ? Về cơ bản thì cái độ hoàn thiện của chiếc máy này khá là tốt khi nó được làm bằng vỏ nhôm này, rồi là nó sẽ có một cái bản lề dễ là mở, rất dễ mở. Tiếp theo thì nó sẽ có một cái bàn phím có cái chất lượng bấm tốt và chúng ta có một bàn di chuyển hay. Tuy nhiên thì chúng ta lại có một cái nút nguồn không được thực sự được tốt lắm và các cổng kết nối đặt chưa hợp lý cho lắm. Đó là về phần ngoại hình. Còn về cái thông số kỹ thuật của nó thì chúng ta sẽ có như thế nào? Về phần cấu hình của chiếc máy này, nó sẽ sử dụng một con chip là i5-8300U và cộng với nó là một cái card đồ họa là GTX1050Ti. Đó, và nó sẽ sử dụng thêm là 8GB RAM. Với cái việc mà chơi game ở trên chiếc máy này ấy, đầu tiên chúng ta phải nói về chiếc màn hình này. Màn hình này là một cái màn hình IPS. Vì vậy nên là nó sẽ bị một cái nhược điểm, đó chính là chúng ta sẽ không có độ sáng cao, cùng lắm thì nó khoảng là 200 nit. Và thêm vào nữa thì giải màu nó không rộng. Vì vậy nên là nếu như bạn nào mà muốn chỉnh sửa hay là làm đồ họa trên chiếc máy này thì mình nghĩ là không nên, bởi vì là nó sẽ không chính xác về màu sắc. Tuy nhiên ấy, thì nó sẽ được cái độ tương phản rất tốt. Vì vậy nên là khi mà chúng ta xem giải trí hoặc là chúng ta chơi game thì về cái màu đen nó sẽ rất là hút mắt và màu trắng thì cũng rất là tốt. Vì vậy đây là một cái máy tính chuyên về gaming thì sẽ tốt hơn chiếc máy workstation. Máy sử dụng phần cứng như vậy thì nó sẽ cho ra những cái kết quả khi mà chúng ta test game. Ví dụ như là ở PUBG ở mức Ultra setting thì chúng ta sẽ có cái mức FPS là nếu mà thấp xuống bị drop xuống thì khoảng 35, còn nếu không thì nó sẽ trên dưới là 40 FPS. Mình nghĩ là mình mới chỉ test qua PUBG thôi và mình nghĩ là nếu mà chơi được PUBG thì các game online khác thì chúng ta cũng đều có thể chơi được thôi. Và điều cuối cùng mà một phần đặc biệt mà mình xít nữa quên nhắc đến các bạn là ở đây thì chiếc máy này sẽ có một cái cổng HDMI để ngay đằng sau đấy. Để ngay đằng sau thế này, nó rất là đặc biệt, nó không nằm chung ở bên tay trái hay bên tay phải mà nó nằm đằng sau đây. Khi mà chúng ta ví dụ là sinh viên hay là doanh nhân chẳng hạn mà hay sử dụng máy chiếu ấy, cắm về đằng sau này sẽ khá là tiện lợi cho chúng ta sử dụng HDMI để chỉnh chiếu lên máy chiếu và để thuyết minh. Và vừa rồi thì mình đã review qua một chiếc MSI GF63. Các bạn thấy bài review và chiếc máy này nó như thế nào, hãy comment cho chúng mình biết. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau và có những sản phẩm sau.